hàng trăm phần quà gồm sữa, nước suối, khẩu trang, bình xịt cồn đã được lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh phát cho người dân trên đường về quê. Ngày 3 tháng 10, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chi đoàn Bình Triệu đã vận động nhà hảo tâm tổ chức trao 500 phần quà, mỗi phần gồm sữa, nước suối, khẩu trang, bình xịt cồn cho người dân về quê tại chốt kiểm dịch cầu Vĩnh Bình, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thấy người dân xuất phát từ Bình Dương qua thành phố Hồ Chí Minh để về các tỉnh miền Tây, chi đoàn Bình Triệu vận động các nhà hảo tâm phối hợp với chốt kiểm soát dịch cầu Vĩnh Bình, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, tổ chức trao 500 phần quà cho bà con an tâm về quê. Ngoài ra, trên quốc lộ 1A hướng cửa ngõ miền Tây, trạm cảnh sát giao thông Tân Túc cũng đã phát nước suối cho người dân đi xe máy rời thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây. Chi đoàn cảnh sát giao thông Bình Triệu, phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa vận động các nhà hảo tâm phối hợp với chốt G7 tổ chức trao 500 phần quà, mỗi phần gồm một lốc sữa, hai chai nước suối, 10 khẩu trang, hai bình xịt cồn cho những người dân về quê có hoàn cảnh khó khăn tại chốt kiểm dịch G7, cầu Vĩnh Bình, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Trước đó, đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn đã phối hợp với Hội Trao niềm yêu thương và Đoàn trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 500 kg gạo cho sinh viên đang gặp khó khăn tại các ký túc xá. Theo ghi nhận của phóng viên báo tin tức, từ sáng sớm đến chiều ngày 3 tháng 10, người dân sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương vẫn tiếp tục chạy xe máy, chở theo đồ đạc cùng con nhỏ rời thành phố về quê. Hiện chốt chặn trên quốc lộ 1A, giao với đường Bùi Thanh Thiết đoạn qua thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã được lực lượng chức năng tháo dỡ. Nơi đây cũng từng xảy ra cảnh hàng nghìn người dân về quê tập trung gây ùn tắc giao thông vào tối ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10. Subscribe vào YouTube này.